Mình xin giới thiệu, mình là con của Hiếu Hiền. Tên gì? Hiếu Hiền. Tên con tên gì? Con tên là Kim Hổ. Mấy tuổi? Thôi mà, để cho em hát mà. Các bạn nghe nhau nha. Mình nắp đầu mình vừa hát. Mình để cho các bạn nghe nha nè. Mẹ ơi con đi nha. Ờ, ok. Vô. Ủa làm cái gì vậy? Ủa chuẩn bị làm cái gì vậy trời? Ờ, nhông 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 nhảy nha. Nhảy giống ngựa nha. Không không, ba là đó hồng dành riêng cho em đi, cho ba đi. Không đâu. Chứ hát bài nào hát, quay qua hát nhanh lên. Không hát đúng không? Bé hát. Mẹ ơi không đi. Không, 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 không. Đi mình ra. Mấy khi con ngủ, con mẹ dậy tôi. Meo meo meo. Hát liên khúc với ông nhỏ kia luôn. Chạy meo, meo 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 lẹ lên. Quay mà đau luôn đây. Thôi bây giờ con hát trước đi rồi mẹ mới quay banda. Bây giờ có quay có hát hay không? Không hát không cho bơi. Má là đó hồng nhanh lên. Meo meo meo. Rồi nhảy. Nhông nhông nhông. Lẹ đi cho bơi. Nhông nhông nhông. Để cho em để lệ cho nó vô bơi. Còn một bài nữa thôi nha. Ba là đá hồng. Ba là đá hồng. Im. Xin cho ba. Ba nhìn lên nhà đi con nè má. Con đẹp đẹp quá. Đẹp xinh lắm mà. Nhà mình yêu thương sống. Banda khang tiếng rồi. Không cho banda hát được. Nhanh đi mẹ cho vô bơi. Bé bắt chim than coi bé. Thôi. Bé. Bé. Không cho bơi luôn. Rồi xong tao vô tao tháo hồ nước ra luôn, mẹ vô tháo hồ nước. Banda buông ra cho nó hát để nó vô nó bơi. Bé thích bài nào nữa?
hôm nay em tới trường không? Im cho nó hát bài hôm nay em tới trường. Con cũng hát không? Khang tiếng rồi. Con đu một hồi là nó rớt cái đó xuống luôn á. Thì con khỏi hát rồi hả? Ừ. Múa thôi, nó bé hát cho con múa đi. Con không múa đâu. Hôm nay em đi lên trường. Em mang vừa bên tụi con. Cho em thơ làm câu hát. Người yêu thương có bé em bên. Nó nói là bố bú. Đúng con là mẹ sửa nó đây. Sao? Ai đâu? Ai xóa? Cái đó của mẹ nha. Panda là con ai? Dạ con của Yếu Hiền. Anh Khá đó là anh khỏi ra ăn con nha. Con nhiêu tuổi? Dạ con 6. Em con tên gì? Miranda. Một ngày con ăn mấy chén cơm? Dạ hơn chưa đủ. Dạ có một chén à. Một ngày uống mấy hộp sữa? Một ngày ăn giặt mấy lần? Ăn giặt. Một ngày ăn đi ăn mấy lần? Dạ, một ngày đi lần. Đái mấy lần? Một ngày đi ỉa mấy lần? Mẹ hỏi luôn à. Một mấy ngày không tắm? Mẹ hỏi à. Mẹ chặt ngoài mấy cô chú ơi. Ngày nào cũng tắm hết. Ngày nào cũng tắm hết các bạn ơi. Ai? Con, có làm ta. Sao? Anh đang ở giờ anh đang không tắm.